gửi lời về mà cảm ơn ý với Nghĩa ha. Chứ con cho ý Nghĩa cho cô tiền, cô cũng mang ơn dữ lắm. Ơn Nghĩa này cô không giờ cô quên được. Bà cho hỏi thăm tí. Ủa giờ bà đi lượm ve chai về hả? Đi lượm này hoài mà. Bà đi. Bà đi từ lúc mấy giờ vậy? Đi hoài. Không có nghĩa là sáng giờ bà đi lúc mấy giờ mà giờ tối bà mới về vậy? Đi 12 giờ mấy rồi, nó ngày sáng rồi cô bán vài chục ngàn bạc mua đồ ăn ăn. Cô không xong rồi mới đi nữa. Dạ, có nghĩa là bà một ngày về lượm được bán được mấy chục ngàn. Ủa bà cho hỏi bà ở nhà trọ hả bà? Trọ có ông chị mà chưa bị quên rồi sao không biết chữ không biết. Dạ, bà ở nhà trọ với ai? Với con mà em nó cũng đi mặt mới vô làm được mấy ngày nay con. Chứ không có sở gì làm chứ kiếm sở không có rồi mình ra mới đi dẫn vô làm. Con trai đi làm cái gì bà? Mình trong hãng sữa. Dạ. Mới vô làm được. Là ảnh? Dạ, là anh đi làm ban ngày hay ban đêm bà? Làm cái tối. À, tối là anh đi làm. Giờ này là anh đi làm hả bà? Làm. À, anh đi làm tới mấy giờ anh về bà? Tới 10 giờ mấy mới về. Chiều là 5 giờ đi làm. Dạ. Giờ bà đi lụm giờ này về là về, bây giờ là bà về luôn chưa? Giờ đi về đó. À, về bắt đầu mình nấu cơm nước ăn cơm. Nước ăn rồi sáng rửa cái này ra rồi bán. Dạ. Cái này là ra đồ này vợ rẻ của con ơi bán không có nhiều nhiêu tiền cái. Dạ. Ra nhiều hôm này mà được có ba mấy ngàn bà. Dạ. Đưa đồ ăn ăn hết rồi. Ngày có ba mấy ngàn thôi đó, cả ngày luôn á. Ngày. Nó đi làm được phụ phụ thêm được. Dạ. Mấy ngàn. Mỗi ngày phải trả tiền gom đóng tiền trọ. Dạ, tiền trọ mình ở đây nó tính cao không mà. Tiền trọ 800 mấy, tiền nước điện luôn là triệu mấy á. Dạ. Cái chỗ ở trọ của mình có thoải mái không bà? Cũng mấy cây cũng không gì mà nhưng mà có đông lắm. Đông lắm hả bà? Mà phòng bà ở là với mấy người? Có hai mẹ con hả? Hai mẹ con thôi hả? Có không? Dạ, có hỏi thăm, có gặp bà cũng là lần nhiều lần con cũng gặp bà trên đường đi rồi. Nhưng mà con chưa có biết cái chỗ nhà trọ của bà. Thôi con gặp. Ông trường, phòng trọ trường của ta cũng biết ổng là... Bà có cho phép con lại con biết chỗ của bà không? Có nào có dịp con đến thăm bà? Cái phòng trọ đẳng có đường vẹo vô mà mới vô làm. Dạ, à, con có thể theo bà được không?
theo biết chỗ nhà trọ của bà nhiều lúc có gì đó. Dạ đây giờ con này con gửi bà cho con gửi bà để dành bà mua đồ gì đó mua ha. Dạ đây cho bà. Rồi con xin phép bà cho con biết chỗ nhà trọ bà. Ví dụ nhiều lúc bà con có sắp xếp được thời gian thì con chạy lại, ví dụ con có mua gì đó thì con tặng biếu gạo hay đồ ăn gì tiếp biếu bà. Tại vì con muốn biết cái chỗ nhà trọ của bà. Con muốn đi. Dạ, tại vì con gặp bà nhiều lần lắm mà nhưng mà con chưa biết nhà trọ của bà. Dạ. Dạ vậy con theo bà về ha. Dạ dạ bà đi trước con chạy theo sau ha. Dạ dạ. Con đã gặp bà cũng nhiều lần lắm mà nhưng mà chưa bao giờ biết nhà trọ bà, nay có đủ duyên nên gặp bà ở ngoài đường. Rồi Phương sẽ chạy lên nhà trọ của bà, có gì có biết địa chỉ của bà thì nó ở chỗ địa chỉ bà ở bà, sau này muốn thăm bà cũng thoải mái ha. Giờ Phương xin phép lại chỗ địa chỉ bà ở chia sẻ đến các bạn luôn. Hiện giờ Phương đã tới chỗ nhà trọ các bạn ạ. Để bây giờ Phương vào chia sẻ hình ảnh ở trong chỗ ở các bạn xem. Meo. Bà cũng nuôi nhiều mèo quá ha. Mấy con mèo của ta bỏ quan, tôi thấy tôi nghiệp tôi nuôi hết rồi không cho tôi nuôi chứ. À, mèo ta bỏ quan bà nuôi. Bỏ mèo con á. Bà nuôi từ nhỏ luôn. Nuôi nhỏ đó. Thấy ta bỏ rồi cái con này nào. Hồi đó vô mở mắt lên ta đỏ, ta thấy tôi lộn. Dạ. Mèo. 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 Này ăn được tới ngày mai. Này ăn buổi tối về chán còn đi chợ nữa. Đồ với chai là mình về mình để đó, giờ sáng mình ở nhà mình lựa hả bà? Để đại sáng mới được, sáng lựa cái gì trong rồi đi bán. Mình cứ đau ngoài đấy người ta cho chưa, thì chưa có lựa nữa, để vô bao đại rồi về người chán mới lựa rồi mình. Bán nhiêu đá mà rẻ quá à? Bịch bự dữ. 3.000 bạc. Ồ bịch nhiều quá, 2-3.000 đá. Ngô cái ở đây 2.000 bạc, phân nửa này mà tối. Dạ. Đang nghĩ chung mình đang muốn đến lợi còn đẩm đồ luôn. Ngay chỗ đại lý hả bà ha? Nó cho bán mà rẻ. Ở đây 3.000 bạc thì phân nửa này thôi. Mình sẵn đi ngang rẻ mua chứ cũng đâu phải mua hoài. Dạ. Sẵn đủ tiền rồi.
còn nữa mình cắt không à? Cái lồng nữa là mấy mèo chui vô ở. Ừ. Vậy thì nó thở ra ngoài xe. Đó. Vô nè. Lấy rồi đây cho ăn nè. Nghe lời không bà? Đồ ăn để đây đồ ăn. Để đây nè. Ở nhà không có chạy ăn mặc ăn dụng gì mà đáng chết rồi. Đâu dám ăn đâu. Mắc ỉa đái chạy vô cầu vậy đó. Dạ, ngoan. Mắc ỉa chạy vô cầu đó. Ỉa rồi cái nó kêu vô vô rửa nước. Mèo. Đổi nha. Mèo. 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 Nay đi bằng. Nhiều cái lợi nó mừng hỏi nhà có ăn dụng mẹ có gầy không đó. Rồi vừa 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 vừa. Bà cho hỏi bà mình quê bà ở đâu bà ha? Ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Sóc Trăng mà ở tỉnh chứ còn ở trong quê đường Mỹ Phước á, Mỹ Phước Mỹ Tú á. Dạ. Yeah. Vậy là bà lên đây ở luôn chứ bà? Lên đây cũng 4 5 năm rồi, lúc nhỏ cũng mười mấy tuổi như giờ, năm nay nó hai mấy tuổi rồi. Dạ. Yeah. Là mấy năm nay bà lên là bà cũng đi lượm ve chai vậy luôn. Năm nay bà cho hỏi bà năm nay nhiêu tuổi mà? Là 6 mấy rồi, gần 70 rồi. Dạ. Yeah. 69 rồi. 69 rồi 70 rồi. Mình ở dưới quê còn ai không? Mình lâu lâu có về quê không bà? Có mà thằng em ở dưới mà nó chung là nó cũng bệnh thôi. Nó bệnh tra biến, nó nằm yeah. chỗ vợ con nó nuôi. Dạ. Yeah. Nói chung là gia đình thì cũng có đất mà thấy mình đi làm lên đây. Nói chung em con cô thì chung đó nó cũng còn lành mạnh. Yeah. Nó cũng hỗn ẩu với cô rồi cô không ở được rồi cô phải cho nổi lên đây kiếm sống. Yeah. Ngay giờ nó bệnh rồi nó nằm chỗ rồi nó cũng biết cái lỗi của nó cũng kêu về với ở mình thấy gì thôi. Giờ đi về dưới thì bắt buộc thì nó cũng nó bệnh thì vợ con nó cũng bán hết trơn đâu còn thôi gì yeah. Thành ra phải lên đây ở chơi sống mà cho nổi em con thì lúc nó lên đây nó cũng chưa có sở làm. Nó cũng còn nhỏ, mình ra cũng ráng làm nuôi con, giờ nó lớn rồi. Thì em con nó như tao lớn tuổi, có chồng, có gia đình cũng lâu rồi mà, người tại có con muộn. Dạ. Thành ra canh nó là tao 69 tuổi, chứ nó mới 26 tuổi à. 26 tuổi, em nó có gia đình chưa bà? Chưa, nó còn chưa có gia đình mà chưa có khả năng lo cho con cho em được con. Dạ. Ngay nó cũng bự con, mình có cái giống bên nội nó. Yeah. Lớn con mới vô làm được chừng nửa tháng nay giờ mỗi ngày thì ta muốn kêu lấy tiền mỗi ngày lấy mà nó nói thôi vậy đó dồn đầy tháng lấy luôn. Yeah. Ra nó mới mần được nửa tháng nay. Vậy lúc trước giờ là em trai đó có làm gì không cô? Đâu có làm gì đâu, ở nhà nó bệnh như mũi coi nó không có mần gì được. Yeah. Thành ra lợi quán thì mần thì người ta cũng cho làm. Rồi mà đầu ta không biết nó làm, thấy nó nhảy mũi quá, người ta cho nó nghỉ hoài. Thành ra yeah. ở nhà nó đâu có làm, thì cô phải ruộng kiếm tiền mà nuôi nó, mà mình nuôi thân mình. Yeah. Rồi nó không có làm được, rồi nó thấy con làm không được. Rồi cái tao cô cũng giá cho làm. Yeah. Lúc đầu cũng có giá. Tao làm cái dành dụm tao mua cái đờn cho nó ngồi nhà đờn chơi buồn nó buồn đờn rồi vợ yeah. vô làm được rồi mình cũng mừng thấy nó mấy mẹ về nói mẹ con vô làm được rồi mẹ được rồi con gái con làm đấy mà con gái làm con kiếm tiền con dành dụm con mua chiếc xe mà đến hơn nữa mà có về ngoại con với mẹ đi về dưới cho đi xe tiền xe thì không nhiều khi không có tiền. Nó đi xe thì mày cũng phải đổ xăng, nó đổ chứ đi xe nó dễ hơn. Cái nhà mình tính gán làm kiếm tiền nó mua chiếc xe cũ á. Dạ. Còn nữa chạy đi về quê chứ lâu lâu gửi thăm gia đình.
em của cô thì nó lúc nó còn mạnh thì nó nhậu, nó nhậu cái nó say sưa, cũng như là mình chị gái mà nó lấn lướt, nó dành của dành đồ nó không cho cô, không có tiền cô phải đi làm, đi làm thì làm cho nó thì nó kêu qua ăn cơm, mà bữa nào không có làm được thì nó không có kêu, mà nó qua kiếm chuyện đuổi hoài. Cô phải sống cho nổi. Rồi em giờ nó bệnh rồi vợ con cũng kêu về dưới ở, hồi đó không cho gì ở thì giờ mình lên đây cô thấy cô sống dễ rồi, thôi về dưới ở thì có cái nền nhà thôi, mà nó không có sợ làm, con cô cũng gắng cô làm, đâu ai hiểu hoàn cảnh cô coi. Nhưng mà mình thì bổn phận mình là chị mà, mình đâu có trách phiền em út làm gì. Giờ nó nằm chỗ đi đứng đâu được, nó nghĩ ra biết á. Đâu còn làm gì lao động được, vợ con nó làm không thì đất ruộng thì cha mẹ để lại thì vợ con nó bán. Bán thì nó lo tiền cho nó, trị bệnh cho nó. Thì nói vậy thôi chứ nó làm gì làm chứ mình đâu có gớ tới. Giờ cô ở trên này cô đi ruộng, giờ em con nó đi làm được rồi cô cũng mừng. Cô cho hỏi em đi làm đi bằng cách nào cô? Đi với bạn hay là sao? Bằng trong hãng sữa như bà đậy nắp. Không, nhưng mà đi bằng cách nào? Đi xe, xe cô nãy nó chưa có xe. Xe nó trong trong công ty đó người ta mua ra cho cái xe đạp. À, đi bằng xe đạp hả cô? Xa không cô? Cũng bằng cô... hồi nãy ngay ngoài đầu đường cô gặp đi lúc con gặp cô không? Ngoài chỗ cầu vượt không? Cái cầu vượt hồi nãy không? Nó mặn đâu, bên đây là hãng sữa. Mà xa hơn đó, chỗ đó không? Không xa gì nhưng mà cô chưa có biết chỗ đó nữa. À, nhưng mà mỗi ngày đi làm mà sáng em đạp xe em đi. Sáng đạp xe đi, chồng người ta cũng hỏi rồi nó nói mời người ta nói người ta mua cho chiếc xe. Nói vậy cái sáng và sau vô làm cái người ta mua cái xe mới luôn. Xe đạp triệu mấy đó. Em cũng ngoan, người ta mới thương thôi. Nó trắng từ đẹp trai lắm. Trắng trẻ lắm. Nghe lời cô chắc cũng ngoan hả cô? Cô nói chắc nghe lời cô chứ, cũng thương cô chứ. Như mần về nói chứ, nó lần nó cũng đi làm cho quán ra thì tới lương tháng cũng được 1 triệu mấy 2 triệu gì đó. Lãnh lương rồi cũng đem tiền về đưa cô chứ nó ngay không dám xài đâu, muốn ăn gì thì kêu cô mua cho ăn, còn còn mấy giờ nhiều khi bạn rủ đi ăn chơi á thì nó xin 100 200 thì hùng vô nhau ăn với bạn, nhiều khi người ta giới thiệu nó dẫn vô làm giùm á. Rồi nó thấy người ta thấy nó nhảy mũi quá, cái gì khách dòm cái người ta không có đuổi người ta, là bộ ta mới bán ế con đồ cái đó ta không kêu Mỹ. Mà phụ bán quán như lương tháng có 1 triệu mấy ít cho cô hả? Chúng mình nó mặn chạy bàn mà. Buổi tối hả cô hả? Phụ buổi tối thôi. Buổi tối mà. Đâu có. Giờ nó làm được rồi nó cũng mừng. Cô cứ giờ đi lụm như giờ này về là bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng cái cô nhà cô lo soạn ba cái đồ giao chai ra. Sáng sạn xong. Cái cô bỏ để bỏ xe đây bán luôn. Đẩy đi bán rồi ăn cơm nước rồi sạn rồi xong rồi vô mình ăn cơm rồi xong cái đẩy đi bán rồi cái đi lụm luôn à. Đi bán sao không cô? Bên cầu dù nè. Qua cầu. Cầu dù có hả cô? Cầu dù á, cầu dù đây nè. Cầu dù á. Yeah. Ở đây là cô qua cầu dù. Cô cho con nói có đôi lời nói con á thì hay thỉnh thoảng hay đi ngoài đường. Mà ví dụ có gặp hoàn cảnh khó khăn á thì cũng con có một người em tên là bé Yến với một người tên Nghĩa là dặn con nếu mà đi ra ngoài đường có gặp hoàn cảnh nào khó khăn thì có người gửi chút có chút đỉnh gửi cho dù thấy hoàn cảnh khó khăn á thì giúp đỡ cho có tiền mà mua gạo hay đồ ăn vậy cơ. Mà con gặp cô là nhiều lần, nhưng mà con mấy lần trước con cũng hỏi thăm địa chỉ của cô nhưng mà cô cũng không có biết đường. Trời ơi, tao giúp hôm nay không biết chữ đâu, nói chung mà không biết chữ chứ cũng cho con đi học là cũng gác là làm được kiếm tiền đi học. Thì hôm nay con mới hồi nãy buổi chiều hôm nay con chạy đang lên đường chạy vòng vòng hơn cũng đủ duyên con mới gặp được cô. Mừng nên mới xin được cái địa chỉ. Ở đây ở chứ tao cũng chưa có biết cái chỗ này chứ chỗ gì. Ở đây cô bé Yến gửi con 500 với lại Nghĩa gửi con 500 kêu là nếu có gặp ai khó khăn thì giúp đỡ. Cô đếm giùm con coi đủ chịu chưa cô? 50 100 Dạ 150
250, 300, 500 phải không? Dạ. Cảm ơn chúc tụi con mặn ăn phát đạt nha. Dạ, cảm ơn. Con mời cô cũng mời dán luôn. Các bạn, thì hồi nãy giờ Phương có vào tới hỏi thăm đi chung với cô thì biết địa chủ của đây là tên Trường các bạn. Tại nhiều lần Phương có gặp cô mà chưa có biết phòng trọ cô, thì hôm nay vào cũng gặp được phòng trọ của cô rồi. À, biết địa chỉ của cô rồi, nếu mà sau này có ai, ví dụ họ có muốn thăm cô thì theo cái địa chỉ phòng trọ đây là Trường, đường ở đây là hồi nãy là đường Nguyễn và Nguyễn Văn Khả. Nguyễn Văn Khả. Dạ, ở đây là nhà trọ là chủ tên là Trường. Có gì họ muốn thăm cô họ trực tiếp họ đến đây, họ gặp cô buổi tối ha cô ha. Ban ngày cô nhà. Ban ngày thì cô đi làm như trai ít cái nhà lắm các bạn. Nếu ai mà có muốn thăm cô cứ buổi tối đến hỏi nhà trọ của anh Trường, chú Trường ha. Dạ, đây là phường hồi nãy là hình đó phường 7, huyện Củ Chi, thị trấn Củ Chi. Video này xin hết, xin cảm ơn các bạn. Dạ thôi, con xin phép cô về cho cô nghỉ ngơi, cô mới đi xa về mệt nè, cô nghỉ ngơi tắm dưỡng ngơi đi.